Bản tin tổng hợp trưa ngày 8 tháng 8 Quan chức Khai Son do Nga bổ nhiệm nghi bị ám sát Nga tuyên bố phá hủy kho đạn 45.000 tấn của NATO cấp cho Ukraine Ukraine phá hủy nhiều lá chắn hỏa tiễn của Moscow, Donbass phải hứng hàng nghìn cuộc tấn công Trung Quốc đưa tin tàu chiến vào tận lãnh hải Đài Loan, Đài Bắc lên tiếng bác bỏ Cháy cầu gỗ có mái tre 900 năm tuổi dài nhất ở Trung Quốc Trích thuốc không rõ nguồn gốc cho các công dân bị bức hại ở Trung Quốc để ngăn họ lên tiếng Tiểu Phấn Hồng sống tại Ukraine thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị Kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin tổng hợp trưa ngày 8 tháng 8 của DKN TV Kính thưa quý vị, một quan chức chính quyền Kherson, miền nam của Ukraine do Nga bổ nhiệm, đã qua đời sau khi bị thương nặng, nghi do bị ám sát. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ giới chức chính quyền Kherson ngày 7 tháng 8 đã cho biết, ông Vitaly Kura, một quan chức thành phố Kakhovka thuộc tỉnh Kherson, đã tử vong do bị thương quá nặng sau một vụ mưu sát. Nguồn tin nói rằng ông Gura bị bắn tại nhà riêng vào hôm ngày 6 tháng 8. Nga và cả Ukraine hiện vẫn chưa bình luận về thông tin nói trên. Ca Khốp cách thành phố Kherson khoảng 80 km về phía đông. Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện thông tin liên quan đến những vụ mưu sát nhằm vào các quan chức chính quyền do Nga dựng lên ở các vùng lãnh thổ của Ukraine do Nga chiếm đóng. Hồi tháng 6 vừa qua, truyền thông Nga đã đưa tin, ông Dmitry Shavluchenko, người đứng đầu cơ quan thanh niên và thể thao vùng Kherson, đã thiệt mạng trong một vụ nổ, Chính quyền Kherson nói đó là vụ ám sát có chủ đích. Xe hơi của ông đã bị gài một thiết bị nổ. Nga hiện kiểm soát hầu hết tỉnh Kherson và một phần của tỉnh Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine kể từ tháng 3 năm nay. Moscow đã bổ nhiệm lãnh đạo chính quyền tại các vùng này, lưu hành đồng rúp và cấp hộ chiếu Nga cho người dân ở đây. Ở một diễn biến có liên quan, Nga tuyên bố họ đã phá hủy một nhà kho ở miền nam Ukraine chứa 45.000 tấn đạn dược mà NATO viện trợ cho ký Kyiv. Hãng thông tấn TASS dẫn lời phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 7 tháng 8 đã cho biết, các máy bay, hỏa tiễn và pháo binh của Moscow đã phá hủy nhiều vũ khí và đạn dược của Ukraine tại khu vực Nikolaev. Ông Konashenkov đã liệt kê các vũ khí của Ukraine bị Nga phá hủy, bao gồm hệ thống hỏa tiễn Buk M1, Hàng loạt kho đạn ở gần Vosnesens, trong đó có một kho chứa 45.000 tấn đạn mà các nước NATO cấp cho Ukraine. Nga cũng tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào lữ đoàn cơ giới số 72 của lực lượng vũ trang Ukraine của thành phố Artemov, vùng Donetsk. Vụ tấn công đã loại 130 quân nhân Ukraine khỏi vòng chiến đấu, cũng như phá hủy 8 xe bọc thép của Kyiv. Nga còn nói đã bắn rơi 8 máy bay không người lái UAV của Ukraine trong vòng 24 giờ qua và đánh chặn hỏa tiễn từ hệ thống hỏa lực phóng loạt mà Ukraine khai triển ở Donetsk. Kyiv hiện vẫn chưa bình luận trước các tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga đưa ra. Trong khi đó, ở diễn biến khác, Lực lượng vũ trang Ukraine hôm ngày 7 tháng 8 đã tuyên bố đã phá hủy 4 hệ thống hỏa tiễn phòng không S-300 của Nga và một tổ hợp hỏa tiễn pháo phòng không Banshee vào ngày 6 tháng 8. Quân đội Ukraine cũng tuyên bố đã phá hủy một lựu pháo 2A-18-122 ly của Nga, một máy bay không người lái trinh sát, một số phương tiện bọc thép và các phương tiện khác. Cùng với một kho đạn, 72 binh sĩ Nga cũng đã bị tiêu diệt. Hơn nữa, lực lượng vũ trang Ukraine cũng thực hiện 9 cuộc tấn công vào 3 cứ điểm của Nga, 4 khu vực tập trung quân nhân, vũ khí và trang thiết bị quân sự, một kho đạn dược và một trạm radar của đối phương. Quân đội Ukraine đã hoàn thành hơn 200 nhiệm vụ khai hỏa, trong đó có một số mục tiêu nhắm vào các hệ thống phòng không của Nga cập nhật các vụ tấn công của Nga trên sóng truyền hình quốc gia của Ukraine, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Yev Henny Yenin đã cho biết vùng Donbass, miền đông của đất nước, đã phải hứng chịu hàng nghìn cuộc tấn công của Nga kể từ ngày 24 tháng 2. Theo ông Yenin, ở miền đông của Ukraine chỉ có duy nhất thành phố Chernivtsi là không bị Nga tấn công, không bị ảnh hưởng bởi chiến sự. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine cũng cho biết, Donetsk đã hứng chịu hơn 3.000 cuộc tấn công của Nga, trong khi Luhansk 4.000 cuộc và Mykolaiv 700 cuộc tấn công. Đây là những khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các cuộc tấn công của Nga. Chuyển sang tình hình căng thẳng ở eo biển Đài Loan Trung Quốc đưa tin tàu chiến vào tận lãnh hải Đài Loan, Đài Bắc lên tiếng bác bỏ. Theo hãng tin CNA, ngày 7 tháng 8, Bộ Quốc phòng Đài Loan gọi đây là thông tin sai sự thật, sau khi truyền thông Trung Quốc đăng tải hình ảnh và đưa tin, tàu khu trục Nam Kinh của quân đội Trung Quốc đã đi vào khu vực cách nhà máy điện Hòa Bình ở huyện Hoa Liên, phía đông Đài Loan 11,78 km. Bộ này tuyên bố, lực lượng trên biển của Đài Loan đã theo dõi chặt chẽ tất cả tàu chiến Trung Quốc kể từ khi quân đội Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan từ ngày 4 tới ngày 7 tháng 8. Không có tàu chiến nào của Trung Quốc đã di chuyển vào lãnh hải của Đài Loan trong khoảng thời gian đó. Ở diễn biến liên quan, để đối phó với nguy cơ Trung Quốc bất ngờ tấn công, Đài Loan sẽ tổ chức tập trận bán đạn thật để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang. Truyền thông Đài Loan cho biết, quân đội sẽ tiến hành các cuộc tập trận pháo binh ở huyện Bình Đông, huyện tận cùng của phía nam của hòn đảo vào ngày 9 tháng 8 tới và ngày 11 tháng 8 để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu nhằm phản ứng với các cuộc tập trận bán đạn thật gần đây của chính quyền Trung Quốc xung quanh Đài Loan. Trước đó, các cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc tại 6 khu vực quanh Đài Loan đã kết thúc theo kế hoạch vào ngày 7 tháng 8 sau 4 ngày diễn ra. Tuy nhiên, Trung Quốc đã công bố đợt tập trận mới kéo dài một tháng ở biển Bột Hải và kéo dài 10 ngày ở phía nam Hoàng Hải. Chuyển sang một thông tin khác từ Trung Quốc. Cháy cầu gỗ có mái tre 900 năm tuổi dài nhất ở Trung Quốc. Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, ngày 7 tháng 8, cầu Vạn An nằm ở huyện Bình Nam thuộc tỉnh Phúc Kiến, miền đông của Trung Quốc, đã bị thiêu rụi vào đêm ngày 6 tháng 8 và hiện đã bị sập. Cây cầu gỗ này có mái che dài nhất Trung Quốc, được xây dựng vào thời nhà Tống, trong khoảng thời gian từ năm 1960 đến năm 1127. Không có người thương vong trong vụ cháy và chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy. Theo Tân Kinh báo, ngày 7 tháng 8, các quan chức huyện Bình Nam cho biết, họ sẽ điều tra ngay nguyên nhân và truy cứu trách nhiệm những người có liên quan. Đồng thời, đã khởi động việc sửa chữa cây cầu Vạn An. Cầu Vạn An là cây cầu gỗ có mái che dài nhất Trung Quốc với chiều dài cầu là 98,2m, mất khoảng 10 giờ đồng hồ để dập tắt đám cháy. Tiếp tục những vấn đề liên quan đến Trung Quốc Trích thuốc không rõ nguồn gốc cho các công dân bị bức hại ở Trung Quốc để ngăn cản họ lên tiếng. Kính thưa quý vị, trang Minh Huệ, tức minhhui.org, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Hoa Kỳ, chuyên thu thập và cung cấp thông tin trực tiếp về cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn đang tiếp diễn ở Trung Quốc. Đã cho biết, ông Hoa Phượng Tường đã bị bắt giữ vì đức tin của ông vào môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công ông Viên Thư Khiêm, người giữ chức giám đốc trung tâm tẩy não từ năm 2001, đã ra lệnh cho các lính canh của mình nhét một chiếc khăn vào miệng của ông Hoa trước khi cưỡng bức trích vào người ông một loại thuốc không rõ nguồn gốc. Ngay sau khi bị trích mũi chích đó, sức khỏe của ông Hoa đã giảm sút, cột sống của ông bị biến dạng, cổ thì bị cứng và đi lại rất khó khăn. Pháp Luân Công còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân, bắt nguồn từ các nguyên lý phổ quát về chân, thiện và nhẫn. Đảng Cộng sản Trung Quốc vô thần đã chính thức đàn áp môn tu luyện này kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999. Trong 23 năm qua, hàng chục ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ, bị giam giữ, tra tấn và thậm chí bị sát hại để lấy cắp nội tạng. Các học viên thường xuyên bị tra tấn trong các trại tạm giam, các trung tâm tẩy não và cả các bệnh viện tâm thần. Hơn một thập niên trước, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã bày tỏ những lo ngại về các cơ sở an khang hoặc các bệnh viện tâm thần của Trung Quốc một cách đầy mỉa mai. Thuật ngữ tiếng Hoa này nghĩa là các cơ sở an ninh và khỏe mạnh dưới sự quản lý trực tiếp của Bộ Công an Trung Quốc. Bản tin trên nêu rõ ràng rằng những bệnh viện tâm thần có an ninh cao này dành cho các tội phạm bị tâm thần, thậm chí còn là nơi giam giữ các học viên pháp luân công, các tín đồ tôn giáo ngầm khác và các nhà hoạt động chính trị cùng với những bệnh nhân tâm thần. Những người bị giam giữ trong các bệnh viện này được cho là bị ép dùng thuốc trái với ý muốn của chính họ và bị buộc phải điều trị bằng cách giật điện. Một người được chẩn đoán có mắc bệnh tâm thần hay không, điều trị bằng thuốc gì, bị quản thúc như thế nào và khi nào được xuất viện đều nằm trong tay công an. Bộ luật sức khỏe tâm thần đầu tiên của Trung Quốc có hiệu lực vào ngày 1 tháng 5 năm 2013, quy định rằng những người có các triệu chứng nghiêm trọng và những người có nguy cơ làm hại người khác có thể bị cưỡng chế giam giữ trong các bệnh viện tâm thần. Theo báo cáo Minh Huệ có nhan đề Cuộc bức hại pháp luân công tại Trung Quốc 20 năm qua, trình bày chi tiết về sự tàn bạo mà các học viên pháp luân công đã phải đối mặt. Cuốn sách 437 trang này đã cho biết bộ luật kể trên không bảo vệ các công dân khỏi việc bị tùy tiện kết luận là mắc bệnh tâm thần và rằng có vô vàn điểm mập mờ mà công an và các cơ quan chính phủ hữu quan đã lợi dụng để bức hại pháp luân công khi quyết định liệu bất kỳ người nào có nguy cơ đe dọa đến sự an toàn và an nguy của những người khác hay không các bệnh viện An Khang không bị bên thứ ba nào giám sát. Sở công an vừa điều hành các bệnh viện An Khang, vừa quyết định đưa người nào vào trong đây, một người được chẩn đoán có mắc bệnh tâm thần hay không, điều trị bằng thuốc gì, bị quản thúc như thế nào và khi nào được xuất viện đều nằm trong tay công an, báo cáo nêu rõ. Thuốc gây tổn thương thần kinh Trang Minh Huệ đã ghi chép lại hơn 100 phương pháp tra tấn khác nhau được Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng để cưỡng chế các học viên pháp luân công từ bỏ đức tin của họ. Cưỡng bức sử dụng các loại thuốc gây hại cho thần kinh không rõ nguồn gốc là một trong những công cụ bức hại phổ biến nhất. Các tác dụng phụ từ các loại thuốc không rõ nguồn gốc bao gồm các vấn đề về tim, cứng lưỡi, mất trí nhớ, tê cứng thân thể, ảnh hưởng xấu đến hệ thần kinh trung ương, mất khả năng nói và các vấn đề về thị lực như được đưa ra trong một số trường hợp được chọn lọc dưới đây. Ông Bành Ngọc Tín, 55 tuổi, ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy đã bị trích thuốc độc tổng cộng 6 lần trước khi ra tù hồi năm 2020. Ông gần như mất hết khả năng nói và chỉ có thể thốt ra một vài từ. Hơn nữa, ông không thể viết ra địa chỉ của mình. Ông gật đầu khi được hỏi liệu ông có bị trích thuốc hay không. Bà Lương Trí Cần, một học viên Pháp Luân Công đến từ thành phố Đường Sơn của tỉnh Hà Bắc, đã bị trói và bị trích thuốc độc hai lần khi bà bị giam giữ tại Bệnh viện An Khang, thành phố Đường Sơn hồi năm 2000. Bà đã bất tỉnh, có các vấn đề cấp tính về tim và bị đau ngực sau lần trích đầu tiên. Chỉ nhớ của bà trở nên tệ hơn sau khi bà được trả tự do hồi tháng 9 năm 2001. Bà thường đưa nhầm tiền trả lại cho khách hàng khi phụ giúp tại cơ sở kinh doanh của gia đình. Tôi suýt bị mất mạng, bà Lương nhớ lại. Tôi đau đớn đến mức thậm chí mắt tôi không thể cử động được, lưỡi của tôi cứng lại, còn đầu óc thì không rõ ràng. Cô từ Quế Cần đến từ thành phố Thái An của tỉnh Sơn Đông, bị bắt hồi năm 2001 và bị đưa đến trại lao động nữ số 1 ở thành phố Tế Nam. Hai ngày trước khi được trả tự do, cô đã bị đánh đập trong nhiều giờ đồng hồ và bị cưỡng bức, trích bốn lọ thuốc làm tổn thương hệ thần kinh trung ương, dẫn đến tình trạng tê liệt toàn thân, bị xương mặt, suy giảm trí nhớ nghiêm trọng, chán ăn và chóng mặt. Khi cô được trả tự do, các lính canh nói với gia đình của cô rằng hãy canh chừng cô ấy và đừng để cô ấy tự đi lại, nếu không tính mạng của cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, cô đã qua đời 9 ngày sau đó do bị suy hệ thần kinh. Loại thuốc đó khiến mọi người dường như bị điên, bị mất trí. Nam giới và nữ giới người Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ trong các trại cải tạo Tân Cương ở Trung Quốc, bị cưỡng chế dùng các loại thuốc có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sinh sản của họ. Ông Omir Bekli, một người Kazakhstan sinh ra ở Tân Cương, nói với thời báo The Epoch Times rằng nam giới người Duy Ngô Nhĩ, kể cả bản thân ông, đã bị buộc phải uống một viên thuốc hàng ngày để chấm dứt cảm xúc tình dục của họ mãi mãi. Ông Beckley, người bị giam 6 tháng hồi năm 2017, đã nói rằng ông sống sót bằng cách giấu viên thuốc dưới lưỡi và sau đó đã bí mật nhổ nó ra. Loại thuốc đó khiến mọi người dường như bị điên, bị mất trí. Như thể là họ không biết mình đang làm gì, họ chỉ làm được như những gì họ được bảo. Ông nói, như thế là họ đang bị phê thuốc, nhìn là có thể thấy họ đang không bình thường bà Gulbaka Jalilova, một người duy ngô nhĩ, Lai Kazakhstan, đã bị giam 15 tháng trong một trại tập trung ở Tân Cương, cũng nói với thời báo The Epoch Times rằng một người bạn tù đã qua đời sau khi bị trích thuốc. Ông Giang Thiên Dũng, một luật sư nhân quyền nổi tiếng ở Trung Quốc, bị buộc phải uống thuốc không rõ nguồn gốc hai lần một ngày khi ông bị giam trong tù hồi năm 2018. Vợ của ông nói với đài AFA rằng loại thuốc này đã khiến trí nhớ của ông suy giảm. China Aid đã báo cáo trong báo cáo đàn áp thường niên năm 2020 rằng thị lực của ông Giang cũng đã bị ảnh hưởng. Tiếp tục những vấn đề liên quan đến Trung Quốc Tiểu Phấn Hồng tại Ukraine thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc Thưa quý vị, do sự tuyên truyền của truyền thông nhà nước Trung Quốc, Mai Thanh Hà, một hóa danh, là một sinh viên Trung Quốc ở Kyiv, Ukraine, đã nói rằng cô đặc biệt cam ghét nước Mỹ và chỉ trích sự phân biệt chủng tộc ở nước Mỹ. Nhưng sau chiến tranh Nga-Ukraine, suy nghĩ của cô đã thay đổi. Vào ngày 30 tháng 7, cô đã dùng một hóa danh để tuyên bố rút khỏi các tổ chức đảng, đoàn đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mai Thanh Hà đã từng là một tiểu phấn hồng, một tên gọi ý chỉ những thanh niên yêu Đảng Cộng sản Trung Quốc một cách mù quáng. Vào ngày 5 tháng 8 vừa qua, cô đã nói với thời báo The Apple Times rằng cô từng tự hào là một người Trung Quốc, nhưng bây giờ cô đã hoàn toàn không suy nghĩ như vậy. Cô cảm thấy, đảng cộng sản Trung Quốc thối nát như thế nào thì cũng không nên để liên quan đến bản thân mình và tức giận, thậm chí không muốn nhắc đến cái đảng này. Cô nói, sau khi chiến tranh Ukraine-Nga nổ ra, Mỹ, NATO và các nước khác đều lên án Nga xâm lược Ukraine, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc lại luôn ủng hộ Nga và vu khống cho Ukraine. Cho đến hiện nay cũng không coi đó là chiến tranh, mà chỉ nói là xung đột. Thậm chí tôi nghe một người bạn khác nói rằng có người đi quyên góp tiền cho Ukraine cũng bị Cục Công an mời đến nói chuyện, nói rằng không cho phép quyên góp tiền cho Ukraine. Kể từ khi chiến sự nổ ra, chính quyền Bắc Kinh vẫn không muốn gọi hành động của Nga là xâm lược, mà giữ sự nhất trí với phía Nga, nói rằng đó là hành động quân sự đặc biệt. Tuy nhiên, vào ngày 3 tháng 5, tin tức tham khảo được bảo trợ bởi Tân Hoa Xã đã đưa ra một cáo buộc hiếm hoi rằng Nga xâm lược Ukraine. Bị ảnh hưởng bởi dư luận ở Trung Quốc, hình ảnh kỳ lạ của tiểu phấn hồng đại lục ủng hộ Nga và nói xấu Ukraine cũng đã thu hút sự chú ý của cả thế giới mai thanh hà chia sẻ nghĩ đến những người lính ukraine đã qua đời khiến lương tâm của tôi ái náy và tôi cảm thấy rất tội lỗi giống như cảm xúc của những người nga không ủng hộ chiến tranh họ không muốn nhìn thấy những người ukraine địa phương bị chết vì sự kiểm soát truyền thông của đảng cộng sản trung quốc nên không giúp được gì nhiều nhất cũng chỉ có thể đăng ký một số tài khoản wechat hoặc tài khoản weibo để phản bác lại những tiếng nói ủng hộ nga Cô tiết lộ rằng khi cô đang chỉ trích trong một nhóm bạn rằng người trong nước không có lương tâm khi khen ngợi chiến tranh xâm lược, nhưng lại bị một cảnh sát cảnh cáo. Ở nước ngoài, đừng làm những việc gây chia rẽ và nguy hiểm cho tổ quốc. Mai Thanh Hà cũng cho biết, cảnh sát thậm chí đã tìm thấy cha mẹ của cô, nhưng may mắn thay, cha mẹ của cô không để ý đến họ nhiều tuy nhiên một trong những người bạn học trung quốc của cô đã chỉ trích tập cận bình và cha mẹ của cô ấy đã bị người trong cục công an mời đi uống trà và cảnh báo đừng có để con gái bà có bất cứ lời nào ảnh hưởng đến đất nước cô cho biết đảng chấp chính hiện tại của trung quốc quá khủng khiếp và xấu xa trong hoàn cảnh như vậy tôi cảm thấy việc duy trì một đảng độc tài là quá vô nhân đạo Tuy nhiên cũng có nhiều người bênh họ, không phải là duy hộ mà là bị đe dọa, không được đưa ra bất kỳ bình luận nào, bởi vì ngay cả khi bạn đến chân trời góc bể đi chăng nữa thì người nhà ở trong Trung Quốc vẫn sẽ bị liên lụy. Cô nói với các tiểu phấn hồng trong nước rằng bản thân mình từng là một tiểu phấn hồng khi còn ở Trung Quốc, không phải cố ý làm mà là dưới dư luận khi đó nên đã trở thành tiểu phấn hồng. Nhưng nhìn thấy đảng này khiến cho đất nước ngày càng trở nên tồi tệ, cô cảm thấy đau lòng. Nhìn lại một số ngôn luận trước đây của bản thân mình, hiện tại xem ra là một mực nhượng bộ và nhẫn nhịn, kết quả chỉ khiến cho Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng không kiêng nể gì người dân. Vì lý do này, cô đã bắt đầu suy nghĩ về phương pháp nào cho Tổ quốc. Cô nói, đã đấu tranh rất nhiều lần và cuối cùng quyết tâm thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bây giờ tôi cảm thấy đã được giải thoát, cô tâm sự. Cô Mai Thanh Hà cũng nhấn mạnh rằng Tất cả mọi người chỉ cần sinh ra ở Trung Quốc thì khẳng định là đều sẽ yêu mến Trung Quốc. Yêu Trung Quốc thì đương nhiên sẽ hy vọng Trung Quốc tốt lên. Nhưng đảng này xuất hiện vấn đề, chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Hiện tại nhiều người không ngừng thoái xuất khỏi đảng, chính là một kiểu kháng nghị đối với các chính sách của đảng này, khiến họ phải suy nghĩ lại về những việc mà họ đã làm gần đây. Theo số liệu thống kê trên trang web của Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc Toàn cầu, tính tới ngày 7 tháng 8, số người làm tam thoái, tức là thoái đảng, đoàn và đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vượt mốc 400 triệu người. Báo cáo cũng cho biết, hiện nay mỗi ngày có hàng chục nghìn người tuyên bố làm tam thoái. Nhìn thấy con số này, Mai Thanh Hà tin tưởng rằng đây là một phản ứng bình thường. Điều đó cho thấy nhiều người vẫn còn lý trí. Theo Mai Thanh Hà, vì sự kiểm soát của gia đình, hầu hết các sinh viên Trung Quốc ở Ukraine dưới 25 tuổi đã trở về Trung Quốc, và hầu hết những người còn lại đều lớn tuổi hơn một chút. Cô nói rằng tình hình ở Ukraine bây giờ tốt hơn nhiều so với khi chiến tranh bắt đầu, nhưng về cơ bản vẫn có báo động phòng không hàng giờ. Nhưng mọi người đã quen với nó, vì không thể mỗi lần đều đến hầm trú ẩn không kích, dù sao thì mọi người vẫn phải sống. Cô rất đau buồn trước việc đồng bào của mình bị Đảng Cộng sản Trung Quốc tẩy não, vì vậy cô cảm thấy vô cùng hổ thẹn và tức giận. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp trưa ngày 8 tháng 8 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.